Tháng 2 năm 2022 mới sửa xong cáp quang biển APG. Dự kiến sự cố trên tuyến cáp quang biển APG ngày 13 tháng 12 sẽ được sửa vào ngày 2 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022. Theo kế hoạch mới được thông báo tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, sự cố trên tuyến cáp quang biển quốc tế APG đến tháng 2 năm 2022 mới được sửa xong. Tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway APG đã gặp sự cố trên hướng kết nối đi Hồng Kông, Trung Quốc kể từ ngày 13 tháng 12. Đây là lần thứ tư trong năm nay tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố. Trước đó, tuyến cáp biển này lần lượt gặp sự cố vào các ngày 9 tháng 1, 11 tháng 5 và 29 tháng 10. Sự cố xảy ra vào ngày 29 tháng 10 trên phân đoạn S3 của APG được sửa xong vào ngày 27 tháng 11 sau gần một tháng gián đoạn dịch vụ. Với sự cố mới nhất gặp phải vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, nguyên nhân đã được xác định do lỗi cáp cách trạm cập bờ Hồng Kông, Trung Quốc của tuyến APG khoảng 125 km. Ngoài APG, hiện còn một tuyến cáp quang biển khác là Asia American Gateway (AAG) cũng đang gặp sự cố trên các nhánh cáp hướng kết nối đi Singapore và Hồng Kông, Trung Quốc. Theo kế hoạch, các sự cố này đã được bắt đầu sửa từ ngày 17 tháng 12 và dự kiến hoàn thành vào ngày 3 tháng 1 năm 2022.